quái vật, quái thú trong các dòng trị, các dòng loa phun đôi, phun đơn, la ray hay hỏa tiễn. MA1003 em đã lên video giới thiệu tới tất cả anh em rất nhiều rồi. Ngày hôm nay thì tiếp tục bóc thùng bóc hộp và test để gửi cho một bác khách. Thì bác này cũng muốn làm cái video nhưng lại không muốn nêu tên lên. Nên em sẽ làm cái video test hàng để gửi hàng cho bác anh em nha. Với cúc đẩy Martin MA1003 này, giá hiện tại bên em luôn luôn công khai và báo giá chuẩn tới tất cả anh em 10.800.000 đồng. Giá trên em chào bán tại cửa hàng và chưa bao gồm phí ship anh em nhé. Anh em muốn nhận hàng sớm, muốn nhận hàng nhanh, muốn gửi qua xe thì anh em vui lòng chuyển khoản và bên em sẽ cho người ship ra xe cho anh em. Còn anh em muốn gửi hàng qua bưu điện thì anh em vui lòng đặt cọc trước cho bên em, đó là 500.000 đồng thôi anh em nhé. Số tiền còn lại nhận hàng, bóc ra kiểm tra hàng, ghim lên nguồn rồi anh em thanh toán. Rất là nét, rất là chuẩn và rất là ok cho anh em có thể sử dụng cục đẩy và khi đặt hàng anh em nhé. MA1300W cho một kênh ở cái trở kháng 8 ohm. Với công suất này anh em có thể chơi mọi loại loa phun đôi, phun đơn, la ray hay hỏa tiễn, anh em đều có thể sử dụng cái con Martin MA1003 này. 1003 là đạt chuẩn anh em nhé. Bên trong nội thất của nó sẽ là sò NJW 80 con, mạch Class H, 4 quạt gió có auto, nguồn biến áp xuyến, quan trọng nhất mà anh em hay hỏi là dây đồng hay dây nhôm. Thì MA1003 nó sẽ sử dụng đó là nguồn biến áp xuyến, dây đồng. Anh em phát hiện ra nguồn nhôm bên em đền tiền tặng máy gấp đôi cho anh em luôn. Ok chưa? Để cho anh em yên tâm khi sử dụng. Và sau này có vấn đề gì anh em cũng rất là yên tâm tin tưởng anh em nhé. 1 năm, 3 năm, 5 năm anh em mà cứ cạo ra phát hiện nguồn nhôm, đền tiền tặng máy cho anh em. Thời gian bảo hành của những sản phẩm MA1003 sẽ là bảo hành 1 năm. Lỗi đổi mới trong 30 ngày đầu nếu như có lỗ của nhà sản xuất. Và hỗ trợ sửa chữa trọn đời dòng sản phẩm. Nếu như có lỗi, anh em cứ gửi ra bên em và bên em vẫn hỗ trợ sửa chữa cho anh em thoải mái và trọn đời anh em nhé. Phí sửa đỉnh điểm cao nhất không quá 500.000, trừ nguồn biến áp xuyến anh em nhé. Trừ nguồn biến áp xuyến, tại sao em lại nói vậy? Vì cái nguồn biến áp xuyến nếu anh em cắm vào điện 3 pha 380 thì nó sẽ bị lẩu lỗ nguồn luôn. Còn nếu như điện yếu 160, 780 cũng không thể nào hỏng được cái nguồn đó. Mà trừ khi cái điện của anh em nó cắm lên quá cao, nó sẽ hỏng cái nguồn biến áp xuyến đó anh em nhé. Còn mọi cái vấn đề liên quan đến công suất rồi thiết kế mạch như thế nào thì phí sửa không quá 500.000 nếu hết bảo hành, hỗ trợ trọn đời cho anh em. Đấy, nên anh em cứ yên tâm sử dụng thôi. Đấy, cực đẹp, cứng nét và cực cấu anh em nhé. Tiếng thì rất hay, chuyên trị cho anh em các dòng loa phun, tiếng rất sáng. Còn nếu như anh em mà đánh sự kiện nhỏ thì anh em có thể kẹp thêm với các dòng loa súp đơn hay súp đôi từ 220-100 thì con MA1003 này nó có thể gánh thoải mái cho anh em, không cần phải suy nghĩ. Bên trong nội thất của nó đây, em cũng đã có rất nhiều các hình ảnh video mà mở nội thất và chụp quay lại những cái nội thất của con cục đẩy Martin MA1003 anh em nhé. Đấy, 4 quả gió, 80 sò NJ. Và cái sò này cũng là sò chân đồng, nâng đồng. Một trong những sò nó quá là chất lượng và em đã nói rất nhiều trên các dòng sản phẩm của lưới Acoustic cũng như là cục đẩy Martin này anh em nhé. Ok chưa? Rất hay, rất đẹp và không có gì để bàn cãi. Mong tin nhu cầu mua hàng, anh em hãy nhớ liên hệ với bên em qua số điện thoại dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau anh em nhé.